Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái vòi sen tắm lạnh này. Thì đây là một cái dòng vòi sen tắm lạnh thì nó chỉ có hai chế độ thôi, là một là xả chân, hai là sẽ sen tắm, và nó không có chế độ nóng lạnh. Thì một cái vòi sen tắm nóng lạnh thông thường nó sẽ như vậy. Nó còn một cái tay sen nữa, nhưng mà tay sen thì mình đã hướng dẫn rất là nhiều ở video trước rồi, mình sẽ không hướng dẫn lại, mình chỉ hướng dẫn tiếp là cách nào mở này ra thôi. Đó, đầu tiên là chúng ta nhìn ở cái chỗ phần này, nó sẽ có một cái nắp, các bạn sẽ mở cái nắp này ra. Đó, bạn sẽ thấy cái ốc. Đó, chỗ nắp này thực ra mình để cũng được, không để mình bỏ đi cũng được. Đó, bạn sẽ mở cái ốc này ra nè. Đối với những cái vòi sen cũ á, thì cái ốc này nó rỉ, nó sẽ rất là khó mở. Đó, ở đây nó sẽ có một cái chụp để nó vặn, để nó vặn cái ti á, mở khóa đó. Thì bạn sẽ gỡ cái chụp này ra. Đây, chụp bằng nhựa. Thì mình gặp rất là nhiều trường hợp cái chụp này nó bị hư cái răng tua ở trong này nè, thì đồng nghĩa nó sẽ không có mở được cái này nữa. Đó, thì nó thì như chúng ta vặn nhiều quá, vặn qua vặn lại nhiều quá, xong rồi nó mấy cái răng của nó hư hết, sau chúng ta không mở được nữa thì coi như là cái vòi này mình cũng hư luôn rồi. Tiếp theo mình sẽ mở cái này ra. Đây, cái kìm chúng ta mở cái tì này. Đây, các bạn xem cái nguyên lý hoạt động của nó nha. Bạn xoay vào này thì nó sẽ mở thế này, các bạn xem nó dễ hơn. Đó. Có nhiều cái trường hợp á, là khi các bạn xoay vậy đúng không, nó sẽ đóng nhưng mà nó đóng không hết. Thì các bạn kiểm tra lại ở chỗ những cái khớp này nè, các bạn đặt cái viên đá ở trong cái này nó đúng cái khớp chưa. Đây, nó có hai cái khớp hai bên nè, bạn xem là nó đặt cái viên đá nó đúng hai khớp chưa, cái viên đá trên, viên đá dưới. Đó, ví dụ như khớp này chúng ta đặt lệch một cái thì nó sẽ không khóa lại được, hoặc là chúng ta sẽ mở nó sẽ bị hỉ rỉ ra một ít. Đó, còn nếu mà bình thường thì nó sẽ khóa. Đó, nó khóa hết vậy, nó sẽ che hết vậy là nhưng nước không ra được nữa. Nguyên tắc hoạt động nó cũng đơn giản lắm mà. Rồi, ok, chúng ta mở cái phần trên này đã xong, chúng ta sẽ mở tiếp tục cái phần dưới này. Đây, chúng ta sẽ thấy cái chỗ mà để cắm lục giác vô nha. Cứng. Đó, cứng hết. Đó. Đôi khi nó hơi cứng một tí, chúng ta phải mạnh tay lên đi. Đó, chúng ta sẽ mở cái này ra được. Ở trên này nó cũng sẽ có một cái ti nữa. Đây, nó cũng sẽ có một cái ti khóa nữa. Chúng ta sẽ mở ra để xem bên trong nó có kẹt gì không. Chúng ta vệ sinh nó đi, nếu trường hợp nó bị ấy đó. Còn chúng ta, nếu mà chúng ta bị rỉ nước, chúng ta sẽ kiểm tra ở cái ron này xem nó có bị gì không. Đó. Đó, bạn nhìn xem nó cũng... Đó, cứ kiểm tra coi nó đi hết cái lộ trình của mình, khóa chặt lại là được không mà. Đó, rồi thì cái vòi sen lạnh nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ có những cái này thôi nè. Hai cái ti là để mở khóa thôi. Rồi cái củ sen. À, cái đầu này nữa. Đầu này chúng ta có thể mở ra được luôn. Đó, chúng ta kiểm tra có cái vật thể lạ gì trong đây không nha. Mấy cái lợt rác này hay có vật thể lạ lắm. Đó. Rồi, còn lại nó trống trơn chứ không có gì hết. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã mở nó xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn nó lại để như cũ nha. Các bạn cứ như cũ mà các bạn làm thôi. Mày cho ra đây. Nó cái này kiểu như nó làm xong mà nó chưa vệ sinh hết á. Đấy của nó dính quá trời. Keo kiết nè. Chính mấy cái này sau khi mà nó theo dòng nước nó kẹt vô đây nè.
nó khiến có thể là khiến cho chúng ta khóa mà không hết, nó cứ rỉ lóc lóc vậy, nên khi chúng ta mở ra chúng ta phải vệ sinh nó sạch sẽ. Đối với dòng vòi này thì nó đơn giản thôi, nó không có gì khó khăn hết á. À, còn cái ro này nữa cơ. Đó, ok. Thì cái dòng vòi lạnh này trên thị trường á, hiện tại thì đa phần là dòng vòi giá rẻ nên thành ra chất lượng của nó cũng không được ok lắm. Các bạn sử dụng một thời gian thì nó có nhiều cái dấu hiệu, ví dụ như là nó bị tưa cái răng ở trong nè, rồi xong rồi tưa ron đồ các kiểu hết á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào các bạn.